Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và hôm nay tôi sẽ đem đến các bạn một thiết kế siêu phẩm, một bộ đồng hồ cực kỳ đắt tiền đến từ thương hiệu Freegate. Và mẫu đồng hồ này thì có mức giá lên tới hơn 200.000 đô la Mỹ. Và nó sở hữu những cái gì mà có mức giá kinh khủng như vậy? Hãy cùng khám phá trong video này. Vâng, đây là mẫu Breguet 3755 với khá là nhiều tính năng phức tạp. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng, thứ nhất là Tourbillon ở đây, thứ hai là cơ chế lịch vạn niên. Vâng, một chiếc đồng hồ thì chỉ cần sở hữu một trong ba tính năng lịch vạn niên, điểm chuông báo giờ hay là rattrapante chronograph là chronograph kép ấy, thì được tính là hàng rare complication, là hàng cực kỳ phức tạp. Vâng, thì chiếc đồng hồ này sở hữu một trong ba tính năng đó, nó là lịch vạn niên. Vâng, chiếc đồng hồ này có đường kính 40mm và được làm từ platinum. Platinum là một kim loại quý hơn cả vàng và có giá đắt hơn rất là nhiều. Và cái thiết kế quen thuộc của Breguet thôi, bạn nhìn thấy là khía đồng xu ở bên này. Đó, cái khía đồng xu. Ở bên này thì có hai nút bấm để chỉnh thứ và ngày. Ở bên này chúng ta cũng muốn nút bấm khác nữa để chỉnh tháng. Còn núm chỉnh giờ thì chúng ta sẽ giúp chỉnh giờ thôi, không có chỉnh ngày qua những cái núm chỉnh giờ. Vâng, nhưng mà cái bộ vỏ này thì nó chỉ là làm nền thôi, là trong chiếc đồng hồ trở nên nổi bật nhất, đó chính là mặt số. Vâng, như chúng ta thấy thì mặt số cũng có thiết kế skeleton giống như chiếc Audemars tôi vừa giới thiệu gần đây thôi. Nhưng mà cái thiết kế skeleton của chiếc đồng hồ này thì không có độ đối xứng cao như chiếc Audemars, nhưng mà độ tinh xảo thì cao hơn rất là nhiều. Bạn có thể nhìn thấy nếu để ý kỹ từng cái vành đai số này, đây là vành chỉ giây này, ở phía trên này chỉ giờ phút này, bên này là chỉ tháng, bên này là chỉ thứ, và ngày là kim retrograde, vành mặt số đây. Và tất cả những cái vành đai này thì đều được hoàn thiện xước mờ. Vâng, thì xước mờ vành đai này thì rất là bình thường thôi, đúng không? Nhưng mà đặc biệt hơn là kể cả mặt sau, nếu bạn để ý thì ở mặt sau với chiếc đồng hồ, những vành đai đó được hoàn thiện vân xoáy tròn vừa lát. Và thực thì Breguet đã chăm chút với chiếc đồng hồ này cực kỳ tinh xảo, và đó cũng chính là lý do tại sao mà chiếc đồng hồ này mức giá lên tới 200.000 đô la Mỹ. Và giống như mọi mẫu đồng hồ skeleton khác thì chúng ta có thể thấy rất nhiều chi tiết máy trên mặt số và cả mặt sau nữa. Ở góc 6 giờ chúng ta có thể thấy lồng tourbillon và kèm với đó là hai cây kim chỉ dây. Thì nó sẽ quét qua cái vành số ở dưới này. Và bạn có thể thấy cái thương hiệu Breguet thì có cái logo rất là quen thuộc với kim mắt ngỗng, đúng không? Và tất nhiên là kim mắt ngỗng cũng được xuất hiện ở đây, hai kim giờ, kim phút. Qua thiết kế skeleton thì bạn có thể thấy là cái bánh răng thứ ở đây nữa. Bánh răng thứ này thì có 7 cánh, tương đương với đó là 7 cái ngày trong tuần, và rất nhiều chi tiết khác ở trong mặt số. Vâng, đi kèm với thiết kế skeleton thì chúng ta còn có rất nhiều chi tiết được chạm khắc trên bộ máy đồng hồ, cả mặt trước và sau luôn. Đây, mặt trước thì nó sẽ bị khuất sau những cái bánh răng hay những cơ chế máy, bạn có thể nhìn khá là khó. Còn ở mặt sau, vâng, cực kỳ lộng lẫy luôn, là màu vàng. Vâng, và tất cả những cái chi tiết cầu nối này được cắt đến cái mức mà tối giản, và chắc chắn là Breguet sẽ không thể cắt được thêm. Và nếu cắt thêm thì cầu nối này sẽ không đủ vững để có thể chống đỡ được bộ máy bên trong. Thực chất thì cái thiết kế skeleton đã làm cho bộ máy bị yếu đi rất là nhiều rồi. Và với mỗi chiếc đồng hồ skeleton thì bạn phải nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa, không được rơi, không được va đập mạnh. Bởi vì bạn có thể thấy là những cái cầu nối đây rất là mạnh, chỉ có một va đập thôi, nó gãy một cái là hỏng luôn chiếc đồng hồ. Và tất nhiên với mức giá 200.000 đô la Mỹ thì không ai dám đánh rơi chiếc đồng hồ này rồi. Và bên trong chiếc đồng hồ này là bộ máy 558QPSQ của Breguet. Bộ máy này thì sử dụng dây tóc Breguet, được sáng chế bởi Abraham Louis Breguet, và rất nhiều cái tên Breguet xuất hiện. Đây, bạn có thể thấy cái tóc Breguet như khác tóc bình thường như nào. Dây tóc Breguet sẽ không nằm trên một mặt phẳng, mà một đầu nó sẽ được cuốn lên và được cố định ở phía trên. Với thiết kế như này thì nó sẽ giúp chống sốc tốt hơn. Nhưng tất nhiên là đừng có làm cho chiếc đồng hồ này gặp phải chấn động mạnh, như tôi đã nói từ trước. Với kim dây, bạn nhìn thấy kim dây hoạt động khá là chậm. Chiếc đồng hồ này có tần số 2.5Hz, tương ứng với đó là 18.000 nhịp mỗi giờ. Và bạn thể nhìn thấy kim dây hoạt động khá là chậm, và chỉ cần 3 nhịp qua 1 giây. Thường những chiếc đồng hồ khác tần số cao hơn thì kim dây sẽ hoạt động mượt mà hơn, Thực sự thì tần số của bánh xe cân bằng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm tới độ chính xác. Mà độ chính xác của chiếc đồng hồ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Thứ nhất là độ chính xác của từng cái bánh răng. Thứ hai là cái độ ổn định của nó, bộ máy. Bộ máy hoạt động trên lý thuyết chính xác, nhưng mà ngoài thực tế chỉ cần một cái lắc nhẹ là bị sai, thì đó không phải là bộ máy tốt. Vâng, Breguet thì ngược lại, tần số không quá cao nhưng mà độ ổn định thì rất là cao. Và với tần số này thì khả năng chịu cót nó cũng tăng lên. Chiếc đồng hồ này lên cót tay và có thời lượng cót lên tới 50 giờ. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Vì đây là chiếc đồng hồ mới tinh nên tôi chỉ ướm trên tay thôi chứ không đeo trực tiếp vào. Bạn để thấy là cái đường kính 40mm thì khá là bé so với cổ tay tôi, nhưng mà thực ra là cái càng nối dây nó lại dài và thẳng ra. Tất nhiên là trên cổ tay trông rất là cổ điển, thiết kế khá là quen thuộc. Có một cái điểm bất lợi của thiết kế skeleton đó chính là cái độ trong suốt của nó, và khi đeo lên tay thì cái độ trong suốt này không phát huy được điểm mạnh nữa rồi. Vâng, chiếc Breguet 3755 này có mức giá chính hãng lên tới hơn 200.000 đô la Mỹ, chính xác hơn thì là 235.000 đô la Mỹ. Tất nhiên đến với Gia Bảo Luxury thì mức giá chiết khấu sẽ ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, qua để truy cập gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.